chuỗi mân côi kinh nguyện phúc âm, trích tông huấn việc sùng kính Đức Maria của Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Chuỗi mân côi kính Đức Trinh nữ Maria được gọi là bản tóm lược toàn bộ phúc âm. Chuỗi này rút lấy từ phúc âm đề tài các mầu nhiệm và các công thức chính yếu. Đi từ phúc âm, chuỗi mân côi khởi đầu bằng lời chào mừng của thiên thần, và Đức Trinh nữ đã khiêm tốn nhận lời. Đây là thái độ của Đức Maria mà người tín hữu phải có khi lần hạt. Trong khi liên tiếp đọc kinh kính mừng, người tín hữu suy niệm mầu nhiệm nền tảng của phúc âm, tức mầu nhiệm ngôi lời nhập thể được thực hiện trong lúc thiên thần truyền tin cho Đức Maria. Như thế, chuỗi mân côi là lời kinh nguyện theo phúc âm mà các chủ chăn và các nhà uyên thâm ngày nay cũng như xưa xác nhận. Cũng thế, người ta dễ dàng thấu hiểu tại sao diễn tiến của việc lần chuỗi mân côi phản ánh cách thức mà ngôi lời Thiên Chúa khi thực thi ý định từ bi của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại đã thực hiện việc cứu độ. Thật vậy, chuỗi mân côi lần lượt và trong trật tự diễn tả các yếu tố chính yếu của việc cứu độ do Chúa Kitô thực hiện. Những yếu tố này là từ lúc Đức Trinh Nữ kêu mang ngôi lời và các mầu nhiệm tuổi thơ của Chúa Kitô, cho đến những giờ phút tột đỉnh của ngày phục sinh, và cho đến những hiệu quả của mầu nhiệm ấy trên hội thánh được khai sinh trong ngày lễ ngũ tuần, trên Đức Trinh Nữ, trên ngày mà Đức Trinh Nữ chấm dứt cuộc sống lưu đày này để được Chúa đem hồn xác về trời. Người ta còn nhận thấy rằng việc phân chia các mầu nhiệm đọc khi lần chuỗi mân côi ra làm ba phần không những tương xứng một cách chặt chẽ với các thứ tự các sự kiện theo thời gian, mà nhất là còn phản ánh được lược đồ lời rao giảng tiên khởi về đức tin và trình bày lại mầu nhiệm Chúa Kitô theo cách thức mà Thánh Phaolô đã đưa ra trong thơ gửi cho tín hữu Philippe. Đó là việc Chúa Kitô hạ mình xuống, chịu chết và được tôn vinh. Là kinh nguyện theo phúc âm, được tập trung vào mầu nhiệm nhập thể cứu độ, chuỗi mân côi quy hướng rõ rệt về Chúa Kitô. Thật vậy, yếu tố đặc trưng nhất của kinh này, tức việc đọc đi đọc lại kinh kính mừng, trở thành việc không ngừng ca tụng Chúa Kitô, vì người là đối tượng cuối cùng của việc thiên thần truyền tin và lời chào mừng của thân mẫu Thánh Gioan Tẩy Giả, con lòng bà được chúc phúc. Chúng ta cần nói thêm rằng việc lặp đi lặp lại kinh kính mừng làm thành một bản kịch, trong đó việc suy niệm các mầu nhiệm được tăng triển. Chúa Giêsu được nêu tên trong mỗi kinh kính mừng chính là con Thiên Chúa và là con Đức Trinh Nữ sinh ra tại hang đá Bethlehem, được mẹ người dâng vào đền thánh, là cậu thanh niên đầy nhiệt tâm đối với công việc của Chúa Cha, là đấng cứu độ hấp hối trong vườn cây dầu, là người bị đánh đập và đội mũ gai, là đấng sống lại từ cõi chết và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang để thông phần ban ơn Chúa Thánh Thần. Người ta biết rằng để tán trợ việc suy niệm và để ý suy niệm ăn nhịp với các lời kinh, ngày xưa người ta có thói quen, và thói quen này hiện còn tồn tại ở nhiều quốc gia, giúp mọi người theo dõi tên Chúa Giêsu bằng cách lặp lại mầu nhiệm đang được suy niệm trong mỗi kinh kính mừng. Chúng ta cũng cảm thấy cần phải nhắc lại tầm quan trọng của một yếu tố chủ chốt khác trong chuỗi mân côi. Ngoài giá trị của yếu tố ca tụng và cầu xin, đó là yếu tố suy niệm. Không suy niệm, chuỗi mân côi trở thành một xác không hồn, và việc lần hạt sẽ có nguy cơ trở thành việc lặp đi lặp lại cách máy móc những công thức và đi ngược lại lời khuyên bảo của Chúa Giêsu khi cầu nguyện: các con đừng nhiều lời như dân ngoại, họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Theo bản chất, việc lần chuỗi mân côi đòi buộc phải đọc theo một nhịp độ bình thản để người đọc có thời gian suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, như được nhìn thấy qua tâm hồn của đấng sống kề cận nhất bên Chúa Kitô, và nhờ đó người đọc sẽ múc lấy được ơn thiêng nơi kho tàng phong phú của việc lần chuỗi.